Xin chào quý khách hàng thân mến của BH, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn Moving Beam Stinger 41 Pro. Đây là một cái dòng đèn phù hợp cho không gian quán bar, vũ trường, beer club và những cái phòng karaoke sôi động. Bây giờ mình sẽ quay xa nhất để mọi người có thể xem được hết cái độ phủ rộng của đèn. Thì đèn này phù hợp cho những không gian từ 30 cho đến 100 mét vuông. Đèn được sử dụng bóng led 7 màu có công suất là 32W, tuổi thọ của nó lên đến hơn 50.000 giờ nên mọi người an tâm sử dụng và chất lượng. Mình sẽ thèm khói để mọi người có thể xem rõ được cái luồng tia của đèn. Thì máy khói mình đang sử dụng là máy khói 1500W do công ty bên mình cung cấp. Hiện tại mình đang giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.